Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, tình hình số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết dengue nặng có chiều hướng gia tăng. Do đó, các đơn vị y tế thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang ghi nhận gần 3.200 ca mắc sốt xuất huyết dengue. Số ca nặng là 155, bệnh nhân độ tuổi dưới 15 tuổi chiếm 60%, tổng ca mắc tay chân miệng trên 2.400 ca, tỷ lệ ca nặng chiếm 7,8%, trong đó có 155 ca nặng. Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp, thu nhận mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tay chân miệng từ độ 2B trở lên của các đơn vị gửi về viện Pasteur, đồng thời giám sát chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh hàng ngày tại khoa khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay trong vòng 48 giờ khi phát hiện ca phát tán hoặc ổ dịch tay chân miệng sốt xuất huyết dengue, củng cố các đội chống dịch cơ động, điều tra xác minh ca bệnh, ổ dịch và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động truyền thông sâu rộng phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng và các trường học, nhất là các trẻ em, mẫu giáo, vệ sinh tay, phòng học, đồ chơi, hướng dẫn người dân cách phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng của bệnh, cần đưa ngay đến bệnh viện sớm nhất. Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cũng vừa phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Lộc và Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu tổ chức chương trình Nâng bước em đến trường. Ban Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 20 xe đạp cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Sương và xã Phú Lộc, tặng 12 phần quà là tiền mặt trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường trung học phổ thông Vĩnh Sương, tặng 30 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Sương, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hớt tóc miễn phí cho người dân, học sinh trên địa bàn các xã. Tổng kinh phí chương trình khoảng 37 triệu đồng do Ban Giám đốc Công an tỉnh và các mạnh thường quân hỗ trợ. Chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong việc tham gia đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thưa quý vị, Công an huyện Phú Tân đang thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe máy điện, xe tự chế, xe chở hàng hóa công kênh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo Công an huyện Phú Tân, hiện nay trên địa bàn huyện có 3 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa và con người, ngoài ra có 6 doanh nghiệp không nằm trên địa bàn, có xe hoạt động qua tuyến đường tỉnh 954, có nhiều phương tiện qua lại. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Phú Tân tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm. Từ khi thực hiện nội dung trên, đội cảnh sát giao thông trật tự đã tổ chức 28 ca tuần tra kiểm soát và huy động 9 công an xã thị trấn cùng tham gia. Qua đó, dừng kiểm tra 224 phương tiện, lập biên bản 98 trường hợp, tạm giữ 73 phương tiện. Đối với tuyên truyền trong các cái là cơ sở, các cái doanh nghiệp mà kinh doanh vận tải, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã là tổ chức là mời các cái doanh nghiệp cơ sở kinh doanh vận tải để mà tuyên truyền pháp luật tự do giao thông, nhất là tập trung vào các cái hành vi vận tải hành khách như là chở hàng hóa, chở hành khách, cũng như là các cái lệnh, các cái quy định về camera. Qua đó thì cũng đã là cho là cam kết là đối với là 75 các cái lái xe. Qua đợt tổng kiểm soát thì cho thấy là cái lực lượng đã là siết chặt. Thì cái tình hình xe khách trên địa bàn là nhìn chung là chấp hành tốt. Huyện yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải ký cam kết thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển, người đã sử dụng rượu bia, có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác. Đề cao trách nhiệm không vì lợi ích kinh doanh nhất thời mà gây hậu quả xấu cho xã hội, không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật đến hạn đăng ký, hết niên hạn sử dụng vào hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa. Tổ chức cho lái xe ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, không sử dụng ma túy, rượu bia, chất kích thích khác, không chở quá số người quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với ngành giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sẽ thu hồi phù hiệu vận tải đối với các phương tiện thường xuyên có hành vi vi phạm không chấp hành nội dung cam kết đăng ký.
lực lượng cảnh sát giao thông của huyện thì tiếp tục tham mưu với lãnh đạo công an huyện làm tốt cái công tác là tuyên truyền. Trong đó thì tham mưu cho là ủy ban huyện cũng như là huyện ủy là triển khai cái chỉ thị là 10 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 23 của Ban Bí thư trên cái lĩnh vực đảm bảo trật tự giao thông. Tiếp tục phối hợp với là các ngành như phụ nữ, đoàn thanh niên và các cơ sở trường học. Trong đó là làm tốt cái công tác là phối hợp với nhà trường để mà xây dựng có hiệu quả các cái mô hình về cái cổng trường an toàn giao thông. Cán bộ chiến sĩ thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm quy trình công tác, lễ tiết tác phong, điều lệnh trong quá trình thực thi công vụ, nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai phạm tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ.